Chào anh em, thì lâu lắm rồi thì Cương cũng chưa làm về rừng núi hoặc về thiên nhiên nhiều. Thì hôm nay Cương sẽ quyết định làm một cái clip đó là đi chặt tre và làm một cái bẫy cá nha. Thì Cương mồi mấy con cá vào, thì có gì ngày mai Cương sẽ quay ẩm thực gì cho mọi người xem. Đấy, thì bây giờ Cương bắt đầu hành trình đi chặt tre rồi về làm một cái bẫy nha mọi người. Đấy, thì bây giờ Cương sẽ đi. Cương cũng vác tre về nhà rồi nha. Thì chặt mái ống thôi, nói chung là ít sơ sơ thôi để làm một cái, nói chung một cái bẫy thôi chứ không phải làm cái gì nhiều, nên chặt ít thôi nha. Ok, bây giờ Cương bắt đầu hành trình làm. Thì bây giờ mình sẽ đợi cái thằng nhóc kia nó đem rửa lên rồi bắt đầu chặt mấy thanh nhỏ nhỏ như vậy nè, nhỏ này, rồi làm một cái bẫy cá nha, rồi đem đây đi ra ngoài ruộng hay là ra ngoài suối ấy. Bao thời gian Cương cũng làm được một cái ấy mọi người, làm bằng ông làm bằng cái chai nhựa và cái tre, chứ không có làm bằng tre hết được nha mọi người, do rất là khó. Từ nãy giờ ngồi im một chập cuối cùng cũng làm được. Ok, Cương ăn, bây giờ Cương sẽ ăn cơm xong rồi đi đánh bắt cá thôi nha, đi bẫy cá thôi. Ok anh em, bây giờ Cương sẽ đi lên gài bẫy rồi nha. Đây, ok. Cương cùng mấy đứa bạn thì cũng đã đi tới chỗ để Cương gài cá nha. Đây là cái ái Cương nè. Thì bây giờ Cương sẽ xuống chỗ cái mương kia rồi Cương đặt cái đây, rồi có gì nói chung một thời gian sau là quay lại rồi coi có cá không nào không nha. Đây Cương làm đơn sơ thôi. Ok, Cương vừa cục đá xuống nha mọi người, bây giờ Cương sẽ xuống chỗ này.
về bây giờ đi xuống kia đại cá rồi. Nãy giờ Cường đã tới một cái suối lý tưởng rồi, bây giờ Cường sẽ gắn cái này vô nha. Ok, có vài hôm nữa là chắc cái này suối này là chắc cạn hết luôn mọi người. Đi nhanh tay đi chứ không là mấy ngày nữa là cạn hết, là không có đường quay nữa đâu. Ok, giờ con sẽ gài nha. Giờ con sẽ lên đầu nguồn nước. Á, ô da, bị trượt. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Sao bây giờ con lên kia nha. Ok. Không may sơ sài bị trượt. Bây giờ con sẽ lên đầu nguồn nước thả cái bẫy này. Đi đường đá rất là nguy hiểm. Lỡ trượt chân phát là có nguy cơ bị sao luôn. Đây bắt cua luôn. Ok. Ok, bây giờ con sẽ bay qua đây nè. Ok, giờ con sẽ dọn hết ngay chỗ này rồi bỏ cái bẫy tự chế đây vào nha. Bây giờ có rác không, còn trên kia thì nước đục quá không ấy. Cái để con đặt cái điện thoại lên đây nè. Con sẽ ấy một cái số cát ở đây rồi chặn cái chai lại. Nhưng mà chỗ kia là không được. Ok, từ nãy giờ cùng đắp xong một cái bẫy rồi nha. Đây cho mọi người xem. Đấy. Cá nó đi xe đi vào đây rồi, lực nước sẽ để ma sát vào nên cá nó không có lên được nha. Này, nước nó chảy vào đây. Cứ đục một cái lỗ ngoài đây để cho nó thông á, chứ không là cá nó ngợp chết. Đây, từ dòng ra nó. Ok, có gì ngày mai hay là mấy tiếng sau thì cương sẽ lại nha. Nếu chúng cá là mừng luôn á. Đây là lần đầu tiên Cương làm nên không có biết trúng hay là không. Đấy. Ok, giờ mình sẽ đi xuống kia chơi đấy đã. Từ nãy giờ Cương cũng gài xong cái bẫy rồi thì bây giờ lên cục đá. Không, Cương vào cái, nói chung là Cương tới chỗ kia coi thử rồi có gì về luôn nha mọi người. Từ nãy gài xong rồi, Cương gài 2-3 bẫy lận. Giờ Cương leo chỗ này hơi khó rồi.
dốc. Ôi da. Ok, bây giờ con sẽ lên chỗ kia thử coi thử nha. Hello. Cái ngôi nhà ấy bỏ hoang mọi người. Có mùng đấy, để con vô khám phá thôi. Trong này cũ kỹ lắm. Giường người ta nó ngủ nè. Ủa, có bị muối nè. Giờ con sẽ lên cục đá khổng lồ trên kia nha. Cục đá mà video đầu tiên con quay cho mọi người xem á, ăn mừng video đầu tiên của kênh á mọi người. Giờ con sẽ lên cục đá lên đây. Ok. Đây lên dốc rất mỏi chân luôn. Wow. Đây có chiếc xe đạp ngay đây nữa này. Giờ lấy thế leo ra nha. Cục đá này khá là dốc nên hơi khó leo. Lên này quay rất là cao. Lấy thế đấy. Wow. Này. Người thấy không? Đấy mọi người coi trên cao này. Khá là đẹp. Video hôm qua thì cư cũng xóa rồi mọi người, do mất bản quyền với là do cư nói tục vài chữ nên mọi người thông cảm nha. Nên cư đã xóa video rồi chứ để lại lỡ bị bản quyền á. Đấy, thì hôm nay thì cư làm clip như vậy thôi. Có gì ngày mai mà cư đi mà bắt chúng cá thì cư sẽ làm ẩm thực gì đó cho mọi người xem nha. Mà sợ có chúng cá không cái gì. Đây là lần đầu tiên cư tự chế ra một cái bẫy như thế. Đây mọi người xem. Đến đây cũng có lẽ kết thúc dần clip tại đây nha mọi người. Do bây giờ cũng chiều lắm rồi. Thì cũng cắm xong hết rồi. Bây giờ chắc bây giờ cũng về thôi. Giờ từ nãy lội xuống nước mưa nó dơ. Không phải nó dơ nhưng mà kiểu nó bùn lại nó ngứa hơn ngứa. Bây giờ về tắm rửa. Có lẽ clip đến đây dần nha. Bye bye mọi người. Bye.